con người Mỹ nó quá là nhạt. Cũng không có cái gì đặc sắc. Ra nhà Mỹ Flop thì cũng buồn lắm chứ. Mình biết được cái câu trả lời. Mọi người không biết tên em nhưng mà mọi người biết bài hát của em. Và đấy cũng là một cái an ủi rồi. Đi đến đoạn đường này rồi thì không còn đường nào quay lại nữa rồi. Mẹ Mỹ là một người overthinking, siêu drama, lo xa, lo khủng khiếp luôn. Lần nào Mỹ cũng khô máu hết. Hát hay lắm, nhảy sung lắm. Nhưng mà mỗi tội là giới thiệu bị fail ấy. Giới thiệu bị nói bị tiểu năng ngôn từ ấy. Xong rồi về mình ngồi mình suy nghĩ tại sao mình có thể nói được những cái câu như vậy, tại sao có thể sến hoặc là nghe nó kiểu vô tri lắm. Xin chào tất cả các khán giả của Mel Entertainment, mình là Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ sinh năm 1996, được biết đến là một dancer của vũ đoàn bước nhảy, vũ đoàn hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó, cô nàng cũng rất nổi bật với giọng ca ấn tượng. Mỹ Mỹ sở hữu kênh TikTok với hơn 110.000 người theo dõi, ghi thương nhớ nhờ giọng hát trong sáng, ngọt ngào nhưng không kém phần nội lực. Mỹ Mỹ có thể chia sẻ về những điều hài lòng và chưa hài lòng trong hành trình âm nhạc của mình 2 năm vừa qua. Mặt thì Mỹ cảm thấy rất hài lòng và Mỹ cảm thấy rất là may mắn, bởi vì là mình mới vào nghề thôi nhưng mà mình đã có một số những cái gọi là thành tựu nhất định. Thế nên là Mỹ cảm thấy rất là may mắn. Để mà nói là thực sự hài lòng thì Mỹ cảm thấy là mình vẫn còn nhiều cái để mà trau dồi thêm, học hỏi thêm để mình hoàn thiện mình hơn. Nhưng mà so với cái tuổi nghề của mình thì Mỹ thấy là mình đã cố gắng rất là nhiều rồi. Nhưng không phải vì thế nhưng mà mình không cố gắng nữa, nhưng mà mình sẽ tiếp tục mà hoàn thiện mình hơn. Cơ duyên nào đã đưa Mỹ Mỹ đến với âm nhạc và bạn có gặp khó khăn gì trên hành trình đến với âm nhạc không? Cái hành trình mà Mỹ bước vào nghề thì nó rất là lòng vòng. Nhưng mà từ lúc mà Mỹ còn nhỏ cho đến hiện tại bây giờ thì Mỹ luôn luôn liên quan tới âm nhạc. Cho dù Mỹ có học ngành nghề gì, Mỹ có làm việc gì thì Mỹ luôn luôn liên quan tới âm nhạc. Ban đầu em là một vũ công của vũ đoàn bước nhảy. Trong cái đợt dịch vừa rồi thì Mỹ có đăng những cái clip hát lên trên TikTok. Chợt nhận ra anh đã đánh mất, tìm lại sao được khi bước chân em xa. Các sếp trong bước nhảy thì đã gọi là phát hiện ra tài năng nên đã giúp Mỹ chuyển hướng từ vũ công sang ca sĩ. Mỹ cảm thấy đây là cái cơ hội mà cần phải nắm bắt lấy và Mỹ đã quyết định gác lại cái công việc vũ công chuyển sang là ca sĩ. Trong cái quá trình mà Mỹ chuyển hướng sang làm ca sĩ thì Mỹ có nghỉ một thời gian khoảng hơn một năm để mà học hát, học đàn, tìm hiểu những cái màu sắc âm nhạc mà mình muốn theo đuổi. Và Mỹ cảm thấy là thực sự là nếu mà nói là khó khăn thì cái gì cũng khó, nhưng mà quan trọng là mình cảm thấy mình đam mê, thế nên là mình cố gắng mình vượt khó thôi. Ví dụ như là làm ra một bài hát đi thì nó có rất nhiều cái quá trình, nhiều quy trình để mà sản xuất ra được một cái sản phẩm âm nhạc, từ làm nhạc rồi quay MV rồi làm truyền thông, tất cả mọi thứ. Và Mỹ thì là một người gọi là, Mỹ không tự cho mình là một người cầu toàn, nhưng mà Mỹ muốn gọi là chủ động, mình muốn làm liên quan đến tất cả các công đoạn trong cái công việc của mình. Thế nên là nhiều khi là mình sẽ cảm thấy nó hơi bị burn out một xíu, nhưng mà mình đang làm công việc mình thích. Thế nên là dù khó khăn đến mấy thì Mỹ cũng luôn luôn cố gắng để mà làm và vượt qua. Nói chung là nếu mà nói khó khăn thì thành kể khổ mất. Thế nên là công việc gì thì Mỹ cũng thấy là nó đều có cái sự khó khăn vất vả riêng. Thế nên là mình cứ coi đấy là mình đang làm cái công việc mà mình yêu thích thì mình sẽ vượt qua những cái khó khăn đấy thôi. Trong thời gian học tập để chuyển hướng sang làm ca sĩ, Mỹ Mỹ đã mưu sinh bằng cách nào? Khi mà Mỹ vào Sài Gòn thì Mỹ có một số tiền tiết kiệm nhất định. Đấy, thì khi mà mình dừng lại thì thực ra mình không có thu nhập. Thực ra không phải một mình mà trong cái thời gian đấy nó cũng là thời gian dịch nữa, mọi người cũng không có thu nhập. Thì Mỹ và công ty gọi là tìm cách xoay sở thôi. Có khi nào Mỹ Mỹ bị viêm màng túi và phải đi vay mượn bạn bè để đầu tư vào âm nhạc không? Có chứ, có đi mượn chứ. Có mượn chứ, nhưng mà mượn xong thì mình cố gắng mình kiếm lại để mình trả. Thực sự cái công việc này nó cần phải đầu tư rất là nhiều. Và đặc biệt là cái sản phẩm mà Mỹ đưa ra cho công chúng thì là những cái sản phẩm nó rất là cần nhiều sự đầu tư. Thế nên là cái gì nó cũng sẽ cần cái kinh phí.
Cái đấy rất là quan trọng. Trộm vía là trong cái thời gian gần đây thì Mỹ cũng đi diễn nhiều, cũng có nhiều show, thế nên là cái cuộc sống của mình nó cũng khá hơn một xíu. Có bao giờ Mỹ cảm thấy mệt mỏi trên hành trình làm âm nhạc và mong muốn trở lại thành một vũ công không? Đi đến đoạn đường này rồi thì không còn đường nào quay lại nữa rồi. Tại vì mình đã bỏ ra rất nhiều công sức, cả thể chất lẫn tinh thần, và rất nhiều những thứ xung quanh khác để mà làm cái công việc này. Và mình thực sự là đầu tư, mình chú tâm vào nó, mình coi nó như là một đứa con tinh thần vậy. Thế nên là dù mình có vất vả đến mấy nhưng mà mình cảm thấy nó xứng đáng. Mặc dù nhiều lúc mệt lắm nhưng mà mệt thì mệt thôi. Thay vì mình nghĩ những cái mà tiêu cực thì mình sẽ nghĩ đến những cái mà mình đã có, mình đang có, những cái tài nguyên của mình, những đồng nghiệp của mình, ekip của mình, thì mình sẽ nghĩ là mình là một người, nếu như nói trong nghệ thì mình khá là may mắn và mình có những người chung chí hướng với mình, thì tại sao mình lại phải quay đầu lại. Cơ duyên nào đã đưa bài hit Không Ai Khác Ngoài Em đến với bạn? Thấy được gì trong anh mà đây? Đã từng viết cái ca khúc đầu tiên, ca khúc debut của Mỹ, ca khúc mang tên là Say Anh. Và hai bạn ấy cũng tiếp tục viết cho Mỹ ca khúc Không Ai Khác Ngoài Em. Không Ai Khác Ngoài Em. Thế thì nói chung là mọi người, Mỹ cũng chơi với hai bạn đấy và mọi người viết nhạc cho Mỹ, thì Mỹ cảm thấy hay và bắt đầu sản xuất ca khúc đấy thôi. Quá trình nó cũng không quá là gọi là giật gân, nó cũng chỉ là em viết bài này hay lắm này, chị nghe thử này, xong rồi ok hay, xong rồi bắt đầu sửa bài thôi, xong bắt đầu xong bố cục rồi thì đưa cho producer phối thôi. Khi phát hành Không Ai Khác Ngoài Em, Mỹ có đặt nhiều kỳ vọng bài hát sẽ bùng nổ không? Thế là cái khúc, cái giai đoạn mà Mỹ chuẩn bị ca khúc Không Ai Khác Ngoài Em thì cũng khá là căng thẳng, bởi vì là trước đấy là Mỹ cũng ra những sản phẩm khác mà nó không có được cái thành công mà mình kỳ vọng. Thế nên là mình khi mà chuẩn bị ca khúc Không Ai Khác Ngoài Em thì Mỹ cũng rất là lo lắng, và Mỹ kiểu như là dùng hết sức mình để mà làm sao cho cái ca khúc đấy nó hay nhất có thể. Và rất may trộm vía là ca khúc đấy đã được mọi người đón nhận. Phiên bản Không Ai Khác Ngoài Em của cô Linda cũng đã rất viral. Mỹ cảm thấy như thế nào? Yeah. Em có thấy điều gì trong mắt em không, baby? Thấy được gì trong anh mà đây, baby? Yeah. Không ai khác ngoài em, vì đôi khi chỉ muốn anh gọi tên em. Chẳng có ai ngoài em, chẳng thể là một ai ngoài em. Không ai khác ngoài em, vì đôi khi chỉ muốn anh gọi tên em. Chẳng có ai ngoài em, chẳng thể là một ai ngoài em. Vui chứ, vui lắm. Mỹ cảm thấy nó rất là vô ấy, ý là nghe nó rất là hợp lý ấy. Đấy, xong Mỹ cảm thấy rất là buồn cười. Thậm chí Mỹ còn quay lại clip là đây pha chat của mọi người như này nhé, đấy đến câu và điệp khúc là dô đó. Và sau cái clip Linda đấy là Mỹ lần nào Mỹ đi diễn Mỹ thấy mọi người đến điệp khúc mọi người đều dô à, vui lắm. Mặc dù đã có hit Không Ai Khác Ngoài Em, tuy nhiên gương mặt của Mỹ vẫn chưa được nhiều khán giả biết đến. Bạn nghĩ sao về điều này? Bản thân Mỹ đánh giá thì một phần là Mỹ tập trung làm nhạc quá rồi đi diễn các thứ, nghĩa là mình lo về cái công việc của mình quá nhưng mình không lo về bản thân, mình không suy nghĩ nhiều về bản thân, thế nên là mình không biết cách để cái tên của mình nó xuất hiện với mọi người nhiều hơn, mà Mỹ sẽ chỉ suy nghĩ là để làm sao để cho cái bài hát của mình nó tới nhiều người nghe nhất, bởi vì là mình rất dồn rất nhiều công sức, chất xám, một sự tâm huyết của mình vào trong cái ca khúc của mình rồi, nên là Mỹ kiểu bị suy nghĩ là làm sao để cho bài hát này tới nhiều người nghe nhất này, để xong rồi đến lúc diễn thì mình diễn hát sao mình hay nhất đấy, thì nhiều khi là mình quên mất là cái tên Mỹ nó cũng cần phải xuất hiện nhiều hơn. Đấy, với cả thực ra là cái con người của Mỹ nó cũng hơi low key, nhưng mà bây giờ Mỹ sẽ cố gắng không low key nữa. Nhưng mà một phần vì hồi trước là mình cũng hơi low key nữa, cho nên là cái tên Mỹ nó vẫn chưa được phủ sóng nhiều. Cảm giác của Mỹ như thế nào khi bài hit của mình được các chị đẹp trình diễn ở sân khấu WeChoice?
sung sướng lắm. Cảm giác như là lên mây vậy. Mỹ đã biết trước là mọi người sẽ diễn bài đấy rồi, bởi vì là các chị tập ở phòng tập bước nhảy và Mỹ cũng tập ở phòng tập bước nhảy, nên là Mỹ đã biết là mọi người có tập bài mình rồi. Nhưng mà đến cái khúc mà ngồi dưới xem kiểu tí là kiểu như là các chị nhà chị cô Mỹ Linh rồi còn nhảy bài của mình, hát bài của mình nữa, nó như ở trong mơ vậy, nghĩa là sung sướng cảm giác như lên mây luôn. Khi đưa ra một sản phẩm và bị flop thì Mỹ sẽ đối diện với điều đó như thế nào? Ra nhạc bị flop thì cũng buồn lắm chứ, nhưng mà ra cái dòng nhạc đấy mà mọi người không đón nhận thì mình biết được cái câu trả lời là à, cái dòng nhạc này nó không phù hợp với mình. Đấy thì mình sẽ tự trấn an với mình là ừ, thôi nó không phù hợp với mình. Mình biết cái câu trả lời rồi thì để mình đi tìm những cái dòng nhạc khác để nó phù hợp với mình hơn. Sau những buổi diễn thì có điều gì sẽ khiến Mỹ trăn trở không? Nghĩa là Mỹ có những buổi diễn mà hát hay lắm, nhảy sung lắm, nhưng mà mỗi tội là giới thiệu bị fail ấy, giới thiệu bị nói bị tiểu năng ngôn từ ấy. Xong rồi về mình ngồi mình suy nghĩ tại sao mình có thể nói được những cái câu như vậy, tại sao có thể xến hoặc là nghe nó kiểu vô tri lắm. Mỗi lần diễn thì nó là một sân khấu khác nhau, một gọi là bối cảnh khác nhau, rồi khán giả cũng khác nhau luôn. Thế nên là mỗi lần mình diễn ấy, mình không biết điều gì nó đang chờ đợi mình ở trước mắt. Mình sẽ cố gắng enjoy nhất có thể. Thực sự là lúc về thì Mỹ cũng suy nghĩ nhiều lắm, chứ nhưng Mỹ không suy nghĩ sâu xa đến mức mà công việc này nó vất vả đến như vậy, mà Mỹ sẽ suy nghĩ là sao hôm nay cái khúc này mình hát bị loét, sao cái khúc này mình nhảy trông xấu thế, xong rồi cái khúc này mình nói nghe buồn cười thế. Đấy những cái Mỹ mỗi lần bị diễn mình sẽ suy nghĩ là chứ rồi không thể như này được, lần sau mình sẽ phải tốt hơn. Mỹ có thể kể chi tiết hơn về những lần mình giới thiệu bị fail không? Nghĩa là hôm đấy Mỹ diễn ở Hùng Vương Plaza, hôm đấy Mỹ diễn 3 bài, bài nào hát cũng hay, hôm đấy cũng layout cũng lầm lộ lắm, nhảy sung lắm, khán giả hò hét bùng cháy. Nhưng mà đến lúc cuối là Mỹ nói xin cảm ơn Sư Văn Hạnh mô. Có thấy chịu rồi chứ, biết sao giờ. Thịt keo cứng ngắc luôn. Chỉ biết chữa cháy ngay lúc đấy thôi, quy tắc 3 giây chữa cháy ngay trong 3 giây đấy. Nói xong mình phải xin nha lại ở Hùng Vương Plaza, xong rồi tạm biệt tất cả mọi người. Nghĩa là mình đã diễn xong hết rồi, đến lúc cuối mình lại cảm ơn nhầm chỗ, nhầm đôi rồi. Trời ơi. Thề thực sự. Xong rồi về buồn lắm chứ, không buồn, thực ra cũng không buồn, mà kiểu bị tiếc ấy, là tại sao nó hoàn hảo đến phút 90 rồi, đến lúc cuối rồi tự dưng lại bị fail ấy. Nghĩa là nó fail những cái nó rất là ngớ ngẩn, nên là Mỹ sẽ kiểu bị không được, lần sau sẽ cố gắng hoàn thiện hơn. Gia đình của Mỹ ngăn cấm hay ủng hộ Mỹ đến với con đường âm nhạc? Gia đình của Mỹ thì mọi người không có quá là định kiến về cái công việc này. Mọi người khi mà Mỹ bảo với gia đình là con sẽ vào Sài Gòn theo nghệ thuật thì gia đình Mỹ không ủng hộ nhưng mà cũng không ngăn cấm. Mọi người cho Mỹ một cái mindset là đây là cuộc sống của con muốn làm gì cũng được, miễn sao là con tự chịu trách nhiệm mà được. Và Mỹ cảm thấy như là thế là cũng may mắn đấy chứ, nghĩa là mọi người không có phản đối, chỉ lo lắng thôi. Mọi người trong gia đình chỉ lo lắng thôi, chứ mọi người không có kiểu ngăn cấm hay là mắng hay là cái gì cả. Những lúc gặp khó khăn trên con đường âm nhạc, Mỹ thường tâm sự với ai? Mỹ là một người không hay tâm sự về cái khó khăn của mình đối với bất cứ ai cả, kể cả gia đình, bạn bè. Bây giờ thì Mỹ không còn như vậy nữa rồi, nhưng mà trước đây thì Mỹ là một người kiểu có vấn đề gì hay là gặp chuyện gì thì Mỹ sẽ chỉ giữ cho mình thôi, và mình sẽ tự tìm cách giải quyết nó. Rồi sau đấy mà khi mọi chuyện nó qua rồi, sau đấy mình mới bắt đầu mình tâm sự với mọi người.
và mình sẽ biến cái câu chuyện đấy thành câu chuyện cười kiểu như vậy. Còn khi mà Mỹ vào Sài Gòn thì Mỹ sợ chứ, sợ nhiều cái chứ, nhưng mà mình cứ sợ thì mình sẽ không, mình sợ nhưng mà mình không làm thì nó lại không hiệu quả. Bây giờ mình cứ sợ đi, nhưng mà mình sẽ biến nó làm cái động lực, hay là một cái, nghĩa là mình làm thân với cái nỗi sợ ấy đi. Kiểu gì mình cũng sợ thôi, nhưng mà mình cứ làm thôi thì mình sẽ biết được cái kết quả là mình có thành công hay không. Nghĩa là mình vào Sài Gòn là nó có phải là một cái quyết định đúng đắn hay không. Đấy, còn cái chuyện mà mình tâm sự thì Mỹ gần như là Mỹ không tâm sự với ai hết. Khi gặp khó khăn, Mỹ thậm chí không tâm sự với mẹ của mình. Không, không, mẹ Mỹ là một người overthinking, siêu drama, lo xa, lo khủng khiếp luôn. Thế nên là Mỹ gần như là khó khăn, những cái khó khăn gọi là từ nhỏ đến lớn đến bây giờ mình cũng không nói cho mẹ. Nghĩa là khi nào mà Mỹ vượt qua rồi, hoặc là nó không phải là một cái vấn đề gì đấy, thì Mỹ mới nói với mẹ thôi. Mẹ Mỹ thì lo xa quá, nhiều khi lo xa quá ấy, thì mình cũng sẽ bị áp lực và mình sẽ muốn là thôi để cho gia đình cứ bình thường đi, thì mình sẽ không bị ảnh hưởng, mình sẽ tập trung làm được cái công việc của mình. Mỹ có bao giờ bị phụ huynh phàn nàn về trang phục khi biểu diễn không? Không. Tại vì là Mỹ không biết đâu, nhưng mà được cái là thực ra gia đình Mỹ cũng không phải là một gia đình quá thoải mái, nhưng mà mọi người cũng không quá là định kiến. Thậm chí mẹ Mỹ còn là giáo viên cơ, nghĩa là họ hàng Mỹ mọi người đều là bác sĩ, cảnh sát, rồi tiến sĩ cũng có. Nhưng mà kiểu như là mọi người biết là cái con người thật của mình là như thế này, và khi mà mình lên sân khấu thì mình sẽ biến thành một con người khác để cho nó phù hợp với âm nhạc của mình. Thế nên là mọi người chắc là mọi người dễ chấp nhận. Chứ thực ra Mỹ cũng không hỏi là ôi, mặc như này ok không, mà mọi người cũng không nói với Mỹ là mặc như này là hở hay là không hở hay như nào cả. Thế là chắc là mọi người thấy cũng ok. Sân khấu nào là sân khấu đầu tiên Mỹ biểu diễn với sự có mặt của gia đình? Đấy là cái sân khấu họp báo của Mỹ ra bài Trong Mơ. Giờ đấy thì có gia đình Mỹ bay vào để xem diễn. Đấy là cái sân khấu đầu tiên. Gia đình Mỹ đã phản ứng như thế nào sau buổi diễn đó? Không, mọi người cười đấy. Mọi người cầm điện thoại, mọi người quay, mọi người livestream. Mọi người chỉ kiểu, ôi con gái mẹ ơi, đây là cháu gái tôi. Đấy, kiểu mọi người kiểu rất là support. Bây giờ thì gia đình Mỹ không im lặng như trước nữa, mà mọi người chuyển sang ủng hộ hết mình. Thế nên là mọi người kiểu đấy, giống như kiểu là đấy con gái tôi đấy, cháu gái tôi đấy, mọi người cứ khoe, trên livestream rồi quay phim này đấy, xong rồi khoe lên mạng xã hội đấy. Mọi người vui vẻ thôi, cũng không có dặn dò gì nhiều cả. Thậm chí là Mỹ còn phải dặn lại gia đình là mọi người đừng có chạy xung quanh nhiều quá, mọi người tới chụp ảnh check in rồi vào trong ngồi yên vị nhé. Đấy, nghĩa là Mỹ cũng dặn mọi người, chứ mọi người cũng không dặn Mỹ gì cả. Có phải vì sợ gia đình nên Mỹ sống lâu cây? Không, thực ra là Mỹ không sợ, Mỹ lười thôi. Là không được cười, không cười chứ. Thật ra là Mỹ bị lười thôi, chứ Mỹ không có sợ gì mình làm cái gì cả. Thậm chí là bây giờ Mỹ cần phải làm những cái nó táo bạo hơn, nó nguy hiểm hơn. Con người Mỹ nó quá là nhạt, cũng không có cái gì đặc sắc lắm đâu. Nghĩa là cái con người của mình á, Mỹ cũng không phải là Mỹ sợ từ phía gia đình đâu, do mình lười thôi. Nhưng mà bây giờ mình, cái công việc của mình nó như này rồi, mình sẽ phải chăm chỉ hơn. Mỹ có dặn dò gia đình bình tĩnh nếu như mình có lỡ bị dính một tin đồn xấu trên mạng xã hội không? Thực ra là Mỹ mới dặn gia đình là gia đình thì mọi người hay đọc những cái bài về showbiz đấy, xong mọi người hay share lại, thì mình có dặn mọi người là thôi bây giờ mọi người chịu khó đừng share lại nữa đấy, thì bây giờ mọi người sẽ chỉ share những gì tích cực thôi. Còn cái chuyện mà Mỹ lỡ Mỹ có bị phốt gì, Mỹ chưa có dặn. Chắc là hôm nay về phải dặn thôi. Là gương mặt quen thuộc của sân khấu Midgrand, có bình luận cho rằng Mỹ có thể trở thành nữ hoàng giải trí thế hệ mới thay thế Hồ Ngọc Hà. Bạn nghĩ sao về bình luận này? Được gì trong anh mà đây, baby. Không ai khác ngoài em, vì đôi khi chỉ muốn anh gọi tên em. Chẳng có ai ngoài em, chẳng thể là một ai ngoài em.
cái comment đấy thì Mỹ không có đọc được, nhưng mà gọi là thay thế thì Mỹ nghĩ là không ai có thể thay thế ai được, nghĩa là mình chỉ có tốt hơn phiên bản này của mình thôi chứ mình không thể thay thế ai được. Và thậm chí là những cái tên quá là gọi là top như vậy thì Mỹ cảm thấy là mình rất là may mắn, và Mỹ cảm thấy là chắc là mình cũng có cái gì đấy mình cũng gọi là có khả năng ở cái vị trí cao như vậy, thì mình coi đấy là cái động lực thôi. Thế nên là mình không nghĩ là thay thế ai, không ai thay thế ai được. Nghĩa là mình chỉ có thể tốt hơn phiên bản của mình thôi. Và trong cái sân khấu Miss Grand đấy thì khi mà Mỹ diễn thì mình cũng không có kỳ vọng nhiều là cái phản ứng của mọi người như thế nào lúc đấy. Lúc đấy Mỹ chỉ biết là xếp về góc độ công việc đi, thì có chương trình họ book mình để mình diễn thì mình làm sao mình diễn hết sức, mình diễn ok nhất có thể. Và Mỹ chỉ tập trung là sao mình diễn hay nhất thôi. Còn còn cái phản ứng của khán giả thì Mỹ cũng không đoán trước được. Và tương lai của mình như nào sau cái lúc đấy thì mình cũng không biết được. Mỗi lần đi diễn hoa hậu là mình sẽ phải diễn trên một đôi giày 13 phân tối thiểu bởi vì mọi người cao lắm, mà mình cao có 1m65 thôi, mà hoa hậu ai cũng cái 1m7, 1m8 ấy. Cho nên là mỗi lần mình diễn hoa hậu là mình sẽ rất là áp lực, ôi làm sao mà diễn lại phải diễn trên cái đôi giày 13 phân đấy. Còn cái chuyện mà nhắc đến hoa hậu mà nhắc đến Mỹ thì cũng vừa là một cái động lực và nó cũng vừa là một cái áp lực cho Mỹ. Mỹ có cảm nhận như thế nào khi thế hệ Gen Z đang dần khẳng định bản thân trong thị trường âm nhạc Việt Nam? Là một người yêu âm nhạc thì em cảm thấy rất vui về cái chuyện mà mọi người bắt đầu làm nhạc chất lượng hơn rất rất nhiều, và thế hệ càng ngày càng trẻ, và khán giả bây giờ mọi người cũng rất là thông minh, mọi người nghe nhạc cũng rất là hiện đại, bắt trend rất là nhanh. Bản thân em cũng là một người thích nghe nhạc, và em cảm thấy như là mình đang được sống trong một cái môi trường âm nhạc nó đang trăm hoa đua nở luôn. Gen Z khi làm nhạc thì có khác với các thế hệ khác không? Thực ra là Mỹ chưa có nhiều cơ hội được làm nhạc với các anh chị thế hệ trước. Ngay từ lúc bắt đầu là Mỹ đã làm nhạc cùng với các bạn Gen Z rồi. Mọi người làm rất là, nghĩa là có bài làm rất là nhanh, có bài làm rất là chậm. Nhưng mà được cái là mọi người đều rất là tích cực, làm việc rất là tích cực, mọi người luôn luôn động viên, hỗ trợ nhau. Cái nào hay thì hay, còn cái nào dở thì dở, nghĩa là mình cứ nói thẳng ra nhau thôi. Mỹ có cảm thấy mình có xuất phát điểm chậm hơn so với các bạn ca sĩ đồng trang lứa hiện tại không? Mỹ không biết là Mỹ có chậm hay không, nhưng mà tại vì thực sự Mỹ cũng không quá quan tâm nhiều đến mọi người xung quanh, nghĩa là Mỹ có nghe nhạc của mọi người xung quanh, Mỹ có quan tâm đến âm nhạc của những nghệ sĩ khác, nhưng mà Mỹ sẽ không gọi là suy nghĩ quá nhiều về cái quá trình của họ, mà Mỹ sẽ tập trung vào cái quá trình của mình nhiều hơn, để mà mình không bị phân tâm, mình sẽ không bị overthinking, và mình sẽ chỉ tập trung vào mình thôi. Còn có thể là mọi người nghĩ là cái con đường của mình nó có thể chậm, có thể nhanh, nhưng mà đối với bản thân Mỹ thì Mỹ cảm thấy là nó đúng với cái quá trình của mình. Thế nên là Mỹ sẽ không suy nghĩ nhiều về chuyện nó chậm hay là nhanh. Mỹ có hoàn toàn tin tưởng vào dòng nhạc mình đã chọn để theo đuổi không? Thật ra để mà nói là cái con đường của mình nó đúng hay sai thì không thể nào mà mình có một cái nhận xét chính xác nhất. Tại vì là trong suốt cái quá trình mà Mỹ làm nghề, Mỹ ra rất nhiều sản phẩm khác nhau, cái phản ứng của mọi người cũng khác nhau. Thế nên là Mỹ sẽ coi đấy là những cái có thể là phép thử của mình, để mình cảm thấy như là bản thân mình có phù hợp với cái dòng nhạc này hay không. Mỹ cũng có ra bài ballad chứ, nhưng mà nó bị flop. Thế nên là nhiều khi là không phải là mình cứ ra ballad, một cái dòng nhạc mà rất nhiều người nghe, rất là thị hiếu ở Việt Nam, nhưng mà nhiều khi mọi người cũng không đón nhận, bởi vì nó không đúng với hình ảnh của mình, nó không đúng với cái âm nhạc của mình, nó phải phù hợp với cái con người của mình nhất. Còn cái chuyện nó đúng hay sai, cái con đường này nó có đúng hay không ấy, mình vẫn phải đi tiếp thôi. Tại vì nhiều khi là trong cái thời điểm này nó đúng ấy, nhưng mà đến khoảng 2-3 năm sau nó lại cần phải thay đổi đấy, nó lại mình lại phải rẽ hướng ra một đoạn khác. Nên là mình nghĩ là cứ cố hết sức, và mình lựa chọn thật là cẩn thận, nó phải phù hợp với chính mình. Đấy, thì mình nghĩ đấy là cái con đường gọi là đúng hay sai thì khó lắm, nhưng mà gọi là phù hợp nhất.
Giữa US, UK và K-pop thì Mỹ, Mỹ thích trường phái âm nhạc nào hơn và định hướng âm nhạc của Mỹ, Mỹ trong tương lai? Mỹ, thực ra là Mỹ thích hết. Nghĩa là US, UK hay là K-pop, quan trọng nó là âm nhạc thôi. Khi mà nhạc hay ấy, và mọi người nghe nhiều thì chứng tỏ nó là một cái sản phẩm chất lượng. Mỹ không có tự bó buộc mình vào trong một cái thể loại nhất định. Bởi vì là ngay cả những cái thể loại mà Mỹ đang theo đuổi là Không Ai Khác Ngoài Em hay là ca khúc mới của Mỹ Em Chỉ Muốn Được Chill, nó là một thể loại của Latin, nó cũng là một chất liệu đi mượn chứ không phải là chất liệu mà của Việt Nam. Thế nên là Mỹ sẽ thử trải nghiệm nhiều các thể loại khác nhau miễn sao nó phù hợp cái hình ảnh của mình. Có nhận xét cho rằng giọng hát của Mỹ, Mỹ không có đặc trưng riêng. Mỹ, Mỹ nghĩ sao về nhận xét này? Thực ra là cái sự unique này thì đối với Mỹ nhá, Mỹ nghĩ là nếu như mà hát đủ nhiều, hát đủ lâu, mình sẽ tìm được cái sự đặc biệt trong chất giọng hát của mình. Và Mỹ cũng đang trong cái quá trình tìm được cái sự đặc biệt trong giọng hát của mình. Nên là hy vọng là không xa Mỹ sẽ có được một cái sự unique độc lạ ở đây. Thật sự mình rất muốn chứ, mình muốn lắm chứ. Thế nên là mình chưa có cái may mắn đấy. Thế nên là mình sẽ cố gắng tìm ra được cái chất độc lạ đó. Mỹ, Mỹ nhận thấy mình có ưu điểm và khuyết điểm gì trong âm nhạc? Về ca hát thì Mỹ nghĩ là Mỹ có cái tư duy, có cái cách xử lý nó hiện đại. Còn về kỹ thuật, về gọi là cột hơi hay là âm thanh nó đẹp hay là nó chưa đẹp thì Mỹ nghĩ nó cũng đang ở mức 6-7 điểm thôi. Nhưng mà mình bù lại được cái là cái tư duy của mình, cái cách xử lý của mình nó sao cho phù hợp với cái bài hát thì Mỹ rất là nhạy bén những cái đó. Và Mỹ cũng thích bè phối nữa, thế nên là nhiều khi là nhiều cái nó cộng hưởng vào với nhau, nó sẽ khiến cho cái giọng hát của mình nó hay hơn. Nó thì còn chất giọng thì Mỹ nghĩ là chất giọng này, Mỹ không biết chất giọng như nào là hay hay là không hay, bao nhiêu điểm hay là thang điểm như nào đâu, nhưng mà về kỹ thuật thì chắc 6-7 điểm đấy. Mỹ đang cố gắng được lên 8 điểm. Khả năng hát live của các ca sĩ Gen Z đang không thực sự tốt. Mỹ nghĩ gì về vấn đề này? Mỹ không biết mọi người như nào, nhưng mà Mỹ luôn cố gắng để mà hát live khỏe và rõ lời, bởi vì những cái ca khúc của Mỹ nó rất là nhanh, nó rất là nhiều lời, cái lyric nó rất dày, và Mỹ vừa nhảy vừa hát nữa, thế nên là mỗi lần Mỹ hát Mỹ rất là áp lực. Mình nhảy nhưng mình vẫn phải giữ cái cột hơi của mình. Mình sẽ phải bỏ động tác nào, mình sẽ bỏ cái câu chữ nào để mình tiếp tục mình hát cái câu sau, bởi vì là những cái bài hát của Mỹ, nghĩa là lyric nó rất dày, nghĩa là nó vừa đến đoạn pre đến điệp khúc là nó ăn luôn từ cái câu trước rồi. Thế nên là nhiều khi mình phải suy nghĩ là sao cho nó hợp lý, sao cho mà khán giả người ta nghe người ta không bị hẫng này, người ta không bị kiểu đang có chuyện gì xảy ra vậy, kiểu như mọi người sẽ không bị hoang mang ấy. Mỹ sẽ suy nghĩ là mỗi lần đi diễn là mình sẽ phải hát cái câu nào, mình bỏ cái chữ nào, cái khúc nào mà mình sẽ có playback, hoặc là đoạn nào mình không có playback, và đoạn nào mình nhảy, đoạn nào mình không nhảy. Nghĩa là không phải là Mỹ cứ nhảy như nào trong MV là Mỹ cũng nhảy như vậy. Mỹ cũng phải ghim lại một xíu, và Mỹ sẽ phải bớt bỏ lại một xíu để cho mà khi mà khán giả họ nghe, họ sẽ có một cái trải nghiệm tốt nhất về cái bài hát của mình trên sân khấu. Mỹ, Mỹ đã chuẩn bị cho mình một dự án mới trong năm 2024 này chưa? Gọi là chuẩn bị dư thừa luôn á, cho cái 2024 này. Sắp tới thì Mỹ sẽ có ra một cái single. Nếu như mà không có gì thay đổi thì cuối năm hoặc đầu năm sau Mỹ sẽ ra album. Thì nói chung là tất cả mọi thứ đang trong quá trình chuẩn bị. Và mọi người hãy chờ đón những sản phẩm sắp tới của Mỹ nhé. Mỹ, Mỹ có thể bật mí một vài thông tin về dự án lần này? Có lẽ là Mỹ sẽ tiết lộ cái single sắp tới là một ca khúc Mỹ rất là tâm đắc. Ca khúc này thì được viết bởi anh Hứa Kiên Tuyền và producer là World Cup, và biên đạo là Vịt Đen Hà Nội X Girl, rồi đạo diễn là Đinh Hải Thư. Rồi lần này là Mỹ có thêm anh Alex Fox làm giám đốc sáng tạo nữa. Thế nên là hy vọng là cái sản phẩm này nó sẽ thực sự chất lượng. Và mọi người, Mỹ nghĩ là mọi người
thôi Mỹ không nói mọi người đâu, chứ bây giờ Mỹ cảm thấy Mỹ tâm huyết với sản phẩm của tôi, chứ mọi người phản ứng của mọi người nó tiêu cực tích cực thì Mỹ cũng không nói được. Nhưng mà nói chung là cái sản phẩm này nó rất là lớn đối với Mỹ. Mỹ cảm thấy như là mình tự tin với ca khúc này. Có thể nói đây là một dự án mà Mỹ chơi khô máu đúng không? Lần nào Mỹ cũng khô máu hết. Thực sự là mỗi lần Mỹ ra bài là lần nào Mỹ cũng khô máu hết. Nghĩa là không phải khô máu theo kiểu là không còn gì để mất. Nhưng mà ngay từ cái quá trình làm nhạc là mình lúc nào cũng gọi là thâu đêm suốt tháng. Mình thu âm rồi mình chỉnh sửa feedback nhạc này. Xong rồi biên đạo anh Vì Đen Hà Nội Cơn đấy gửi clip. Thì khi mà không tập với dancer mình cũng tự tập ở nhà. Nghĩa là lúc nào mình cũng xem clip để mình nhầm đấy. Xong rồi đấy, nói chung là lần nào mình cũng all in về những sản phẩm của mình hết. Mỹ có mong dự đoán sản phẩm lần này sẽ là một cú bật tiếp theo sau Không Ai Khác Ngoài Em? Cái chuyện mà nó đi lên đi xuống thì Mỹ không có dự đoán trước được. Bởi vì là đấy kiểu như là lần nào mình làm sản phẩm thì mình cũng làm hết sức có thể thôi. Và Mỹ cảm thấy như là nó cái cơ hội của mình nó cứ tới thì mình cứ làm thôi. Còn nó bật lên được hay không thì mình cũng không biết được. Mỹ cứ cố gắng làm hết sức có thể thôi. Là một người sống lâu kỳ, Mỹ sẽ ở ẩn một thời gian rồi mới tiếp tục thực hiện các sản phẩm mới. Em thì cái vị trí hiện tại của em thì chưa có được cái đặc quyền như vậy. Nên là em sẽ vẫn chăm chỉ lao động và cống hiến. Nhưng mà nếu mà có cơ hội thì em cũng xin phép là được lặn một xíu để em healing lại. Chứ thực ra là làm công việc làm dâu trăm họ, nghĩa là kiểu ai cũng nhìn vào mình rồi ai cũng có quyền nhận xét về mình, thì thực sự là cái tâm lý của cái người nghệ sĩ nó phải rất là vững. Và Mỹ kiểu rất là ngưỡng mộ những nghệ sĩ mà họ ở trên top, bởi vì là kiểu như là họ đã phải vượt qua những cái vấn đề riêng về tâm lý của mình ấy. Thế nên là mình nghĩ là cái chuyện mà mọi người nghỉ, mọi người lặn thì mọi người có lý do riêng của họ. Và Mỹ thì chưa có cái đặc quyền đấy. Thì hy vọng sau này mình sẽ ở trên cái vị trí một cái vị trí mà có thể mình lặn xong rồi mình comeback nhưng mọi người vẫn quan tâm. hy vọng. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi buổi phỏng vấn của Mỹ ngày hôm nay. Và rất hy vọng là mọi người sẽ đón chờ sản phẩm sắp tới của Mỹ trong tháng 6 này. Bye bye.